Xin chào cả nhà, bây giờ là ngày nay là ngày 6 tháng 3 4 năm 2019 nha. Sáng nay mình cho vào ngày thứ bảy nha, cuối tuần. Mình cho con núi mình ăn nhân luôn. Cô ăn không? Sáng nay mình cho nó ăn thịt bò. Mình phải để đây cho nó ăn. Luôn. Sáng nay cho nó ăn hoài quá. Ra đây. Ăn. Cho nó sáng lấy ăn nhiêu đây thôi. Cho nó ăn mấy lần. Ăn nữa nha con. Rồi đó ạ. Chưa thổi mà ăn rồi. Nuôi vô sâu hết chưa? Sao cứ nói hoài á? Còn như đó. Rồi, hết 50.000. Rồi, sáng nay nó làm nay đổi món nó thứ bảy, chiều thứ sáng thứ bảy cho nó ăn đổi món 50.000. 50.000. Chào các bác đấy con. Rồi xin chào các bác nha, hẹn các bác clip sau nha, xin chào và hẹn gặp lại. Chào.